Hà Nội FC gục ngã trước sông Lam Nghệ An với tỷ số 0. 1. Tối mùng 2 tháng 7, sông Lam Nghệ An đã gây bất ngờ khi đánh bại câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 1, 0 ở lượt trận cuối giai đoạn 1 V-League 2023. Đinh Xuân Tiến là cầu thủ duy nhất mang về bàn thắng cho đội bóng xứ nghệ. Rất đông các cổ động viên sông Lam Nghệ An đến với sân hàng đẫy. Hình ảnh quen thuộc của những khán giả trung thành Hà Nội FC. Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phạm Xuân Mạnh bứt tốc trước Đỗ Hùng Dũng. Hàng phòng ngự Hà Nội FC phải làm việc tập trung trước các đường tấn công của đội khách. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải gặp khó khăn khi áp sát khung thành Sông Lam Nghệ An. Phút 30, Phạm Tuấn Hải có cơ hội đánh đầu nhưng không thể ghi bàn mở tỷ số. Sang đầu hiệp 2, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An nắm thế chủ động phút 62, cầu thủ Đinh Xuân Tiến từ tình huống này đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Xuân Tiến cùng các đồng đội ăn mừng cùng người hâm mộ sông Lam Nghệ An. Các cầu thủ Hà Nội bứt tốc ngay sau đó nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trọng hoàng của sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy sức bền bỉ trên sân bóng. Các ngoại binh của sông Lam Nghệ An nỗ lực uy hiếp khung thành đại diện thủ đô. Các huấn luyện viên liên tiếp đưa ra chỉ đạo từ ngoài sân. Hà Nội tạo ra một số tình huống nguy hiểm về cuối trận nhưng không thể có bàn thắng. Câu lạc bộ Hà Nội không thể tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại sát nút không, một trên sân nhà hàng đẫy trước sông Lam Nghệ An. Niềm vui của cầu thủ và ban huấn luyện sông Lam Nghệ An sau khi đem về 3 điểm trên sân hàng đẫy. Các cầu thủ sông Lam Nghệ An tri ân cổ động viên đội nhà. Giành được 3 điểm trên sân hàng đẫy là một kết quả không tồi đối với sông Lam Nghệ An. Mặc dù phía trước vẫn là cuộc đua trụ hạng V-League 2023, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.